Em vừa nhập lô máy về bác nha. Lô máy này là họ bắt lấy theo lô cả lô máy đấy. Trong cái lô máy này thì có một hai con nó không được đẹp lắm. Em thanh lý cho bác nào thích thì sưu tầm. Thích sưu tầm. Đấy. Màn hình nha. Thích thì sưu tầm. Cáp vẫn ok bác nhé, màn ok luôn nhé, cáp ok. Con này ngày xưa siêu nhiều, mọi người vỏ thép hết mà trắng hết. Nokia để em tuần tắt nguồn nhé. À, con này thì nó có một cái điểm chấm này, nó sứt ở đây này, nhưng cái này các bác có thể thay được nhé. Cái này họ vẫn bán đấy, cửa hàng họ vẫn bán thay đấy. Em không muốn thay bởi vì em tóm lại là em chỉ có bán hàng thôi, chứ em đi gửi đi sửa đi độ đi thay mà em cũng không biết sửa điện thoại luôn, nói thế cho nhanh. Lỗi em trả về nơi sản xuất cung cấp chứ em cũng không biết sửa, em không biết sửa đấy. Đẹp cho bác bác nhá, nhìn này màn hình còn nét căng, không có một gợn gì đâu nhá bác nhá. Gọi là bán thanh lý cho bác. À, tôi tắt máy nha. Tắt máy xong khởi động máy lên để cho bác xem series luôn các thứ cho nó dễ luôn, nhưng mà có đúng một con thôi nhưng mà vẫn phải xem series. Đấy, khởi động lên có đúng một con nhưng vẫn phải để cho bác xem series. Đấy. Này sao thăng 06 thăng series của em nó đây bác nhá, mây của em đây. Đấy. Huyền thoại của bác nào đấy. Một thời em tháo lên nắp đáy nhé. Tháo đây. Con này phải bóp hai sườn này, tháo nắp đáy luôn cho bác này. Đấy. Có nhìn chưa? 8800 Zero Zero cái quái gì? Mấy hết màu Nokia đấy. Ok, ok chưa? Đấy, con nào lấy về sưu tầm để cho bác mức giá 990 ngàn. 999 ngàn. Nè. Con này về các bác mà thay long lanh lên nó đấy. À, khá tiền, ít tiền thôi. Nhìn chưa? Khá tiền nữa. Thấy chưa? Em chưa tháo pin nên là nó vẫn bắt máy luôn. 999 ngàn bác nhá. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. 999 ngàn. Nghe chưa? Thanh lý Nokia nha. Rồi, chào các bác. Em Tuấn chào các bác nhé. À, cái đôi loa đồng trục này, cái loa đôi loa đồng trục này thì là đúng theo kiểu là các bác đam mê thích, em Tuấn ghép cho bác lồng với lại loa. À, cái đôi loa đồng trục này em Tuấn đã thường bán cho bác ở trên kênh. À, cái đôi RS này có con bát 16 là mức giá 1 triệu 3 một đôi nguyên bát hay không đấy. Nhưng có một số bác thì báo cáo bác là có một số bác đây, con RS này. Đây, các bác yêu cầu em Tuấn ghép thùng cho đây, em Tuấn đang ghép thùng cho bác đây. Nguyên cái củ loa này một đôi này, em Tuấn đang để cho bác 1 triệu 3 và nhiều bác rất là thích, nghe về nó phê quá. Về đây, công suất mắc của nó là 150W nhé. RS có bọc từ chống nhiễu hết. Thì báo cáo đây con RS 16, con này bát của nó à, nó chỉ có tầm 10 12 thôi, 12 thôi mà nó đã phê như thế này rồi. Ở à, những cái căn phòng em đang test, cái căn phòng này của nhà em nó cũng phải tầm khoảng độ, nó phải tầm khoảng độ gần 50 mét vuông đấy, ngăn cả cây chưa? Nếu mà không ngăn thì nó 160 mét vuông cái ngăn vách, mà ngăn vách như em đang mở cửa hết này. Thì báo cáo với các bác là đôi loa này à, phải nói luôn là em Tuấn ghép vào đây để cho có y căng nhé, y căng đàng hoàng, ghép thùng loa nghe phê luôn. À, một bộ này bác nào lấy loa riêng loa thì riêng loa báo loa cho em nhé, riêng loa thì báo loa cho em Tuấn đang để cho bác cả đôi loa này và cái âm ly này. Con âm ly này em nói em vừa đây em dùng con âm ly này em test cái con súp bát 25 này đánh phê, em có clip lên trên cho bác rồi ấy. Bây giờ em cho nó đánh. Con này còn cổng súp để riêng nhé, còn một cổng súp hơi riêng nó chưa dùng đây, đây cổng súp hơi riêng. Bây giờ em Tuấn dùng đánh đôi loa này cho bác. À, bác nào lấy để cho bác mức giá 1.899.000 gồm có một đôi loa này và cả âm ly luôn, về chỉ sẵn nghe thôi. Con âm ly này bác cất rất rất kỹ, đôi loa này bác cất đâu rất là kỹ, bác luồn kỹ cho em. À, con âm ly này có thể chạy được điện 12V đến 22 4V.
bắt được Bluetooth này, phát Bluetooth này, có cả cổng AUX cắm điện thoại máy tính laptop vào đây luôn. Em ho em phải đi tiêm đấy các bạn, đây là cái dây đấy. Nếu hôm nay đỡ đỡ ho rồi thì nó mới nói được nhiều. Sau đây thì mời các bác bắt đầu vào cái bản test, em test cho bác nhé, cả bộ luôn, cả loa cả âm ly luôn, 1.899.000. Nếu không hay không lấy tiền của bác luôn nhé, em ghép sẵn luôn cho bác về để bác đỡ phải ghép âm ly nó âm ly kia. Mời các bác. Khi đôi loa được đặt vào trong thùng nó cộng hưởng lên. Em đã bảo rồi, nếu không hay em cho các bác trả lại cơ mà. Không hay cho bác trả lại luôn. Và hôm nay em còn ghép âm ly luôn cho bác rồi thì bác vay về chán rơi chứ. Tiếp tục em đổi nhạc này. Chạy cái lobby này bác nhé. Em đã bảo rồi mà, không phê em Tuấn không lấy tiền. Cả bộ 1.899.000. Cả bộ luôn. Về chỉ sẵn nghe thôi bác, không phải làm gì hết. Về sẵn nghe thôi. Cả bộ gồm có đây này. Cả bộ là gồm có loa này và âm ly luôn. Không phải nhiều lúc các bác lại cứ ghi em test loa. Cả âm ly luôn mới nhớ nha. Đây là cả bộ là gồm có âm ly và loa. Ok bác.